Dạ, thế thì gắn liền với lại cái trận đụng độ này nè. Có một cái cụm từ đó là vòng tròn bất tử đó, thì anh có thể giải thích rõ hơn là vì sao mà được gọi là vòng tròn bất tử và nó gắn liền với lại cái cuộc đụng độ này không ạ? Mấy cái nhân chứng kể lại là họ nắm chặt tay nhau trên biển. Xin lỗi. Mỗi lần nói chuyện này thì phải nói là rất xúc động. Và các bạn có tưởng tượng là cái chết ở trên biển nó ghê gớm lắm. Những cái người mà chết sẽ không bao giờ lấy được xác nữa. Cho nên là gia đình mà thờ chỉ có tấm hình thôi, không thể có hài cốt. Thì cái vòng tròn bất tử chính là tất cả những người, những cái chiến sĩ còn sót lại là họ nắm chặt tay nhau trên biển, giống như cái vòng tròn bất tử để mà hy sinh cùng với cả tổ quốc ấy vậy.